Văn Thanh xin chào tất cả bà con. Nay Văn Thanh đi đến khu đô thị Trần Anh, Trần Anh Riverside. Cổng chánh này nó nằm ở đường Nguyễn Văn Tui, gần chợ Đường Đạo, gần chợ Bến Lức, gần quốc lộ 1A, gần co-op Mắc Bến Lức, gần khu công nghiệp Thuận Đạo, gần cảng Bòn Bon. Ở đây chạy thẳng hoài là đi về Long Can, Long Định luôn nha. Văn Thanh phát hiện ra có một cái nền này rất là rẻ luôn, gần sông Vàm Cỏ Đông. Giá chỉ có 1.9 tỷ thương lượng thôi, chốt kèo 1.850 tỷ. Bây giờ Văn Thanh sẽ dẫn bà con mình đi tới cái nền này nha. Mấy năm trước có quen là hai cái nền ở đường cái này luôn, đường chánh luôn, 2.4 tỷ rồi. Hồi đó dịch nên quay quá trời, không ai thèm coi. Lúc đó bà con ta lo chống dịch rồi, không ai chịu coi. Vô tình phát hiện cái khu chủ đất này có tuốt ở Sài Gòn, có mua nền này cũng lâu rồi. Nền này địa chính ok lắm á. Bà con mình vô đây mà nền biệt thự 8, 14, 8, 15 mà giờ kiếm địa chính không ra. Bà con nhìn nè. Đó, bà con nhìn đây. Hai bên nhà biệt thự dữ dằn lắm. Vô đây mà bà con mình vô đây mà ở mấy căn nhà này đúng quá đẳng cấp. Văn Thanh nghèo 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 chứ nhìn thấy còn mê nữa. Rồi, ra tới bờ sông. Nếu mà bà con nào có theo dõi Văn Thanh thì bà con mình sẽ thấy cái đoạn này rất là quen thuộc. Rất là quen thuộc luôn. Đó, đường chánh này là đường D1. Đường D1 rồi ngay nhà hàng buffet Hương Vị Mekong nè đó. Trước đó Văn Thanh có quay á, 2 năm rồi. Sông Vàm Cỏ Đông nè, cầu Bến Lức nè, Happy Land nè, dưới sông nè. Đó, rồi hai cái nền mở là C5, C6 gì đó. 8 x 20 biệt thự đó có 2.4 tỷ. Bà con mình đi mà không ai mua, bên ta bán mất tiêu. Giờ chắc ta kêu lại chắc phải 3 tỷ 4 tỷ. Rồi mình tiếp tục nha. Đây đoạn này là hành lang bảo vệ sông. Đây hành lang bảo vệ sông. Rồi nghe đồn cái đống này nè, cái đống này cũng hành lang bảo vệ sông nè. Đó. Đi tiếp nha bà con. Đó xong. Sông Vàm Cỏ Đông đó bà con, bự lắm á. Tàu ghe bự bự không. Đây. Thì cũng nghe đồn thôi, trên dự án không biết cái này cái gì. Đó không biết làm được gì, mình phải mở bản đồ quy hoạch của huyện lên mình mới biết cái đoạn này ta làm gì. Nhưng mà nghe vị chủ này chỉ nói là cái này là cấm để bảo vệ sông. Bảo vệ xong chứ nó không được xây dựng gì đó thì nói sao nghe vậy nha. Nhưng mà đó bà con coi, nếu mà thực sự cái này mà là hành lang bảo vệ xong thì cái nền của mình cực kỳ ngon luôn bà con coi nha. Đó nền mình đó, C3 21 gió sông nha. Rồi giờ Văn Thanh chạy tới đó coi bà con mình coi. Đường N10, đường N10 nha, đường N10 giao với đường D5. Hướng này chắc là hướng Tây quá bà con, hướng này nhìn ra sông này chắc là hướng Tây quá. Đây, kế căn gốc. Đường mình là đường N10 giao với đường N10 giao với đường D5. Đường N10 giao với đường D5 nha, xung quanh đây tiện ích rất là nhiều luôn. Kế chợ Thuận Đạo, kế chợ Bến Lức. Đây căn gốc này. Trần Anh C3 22, căn gốc này của anh ta bỏ. Của mình là 8 x 14 á. Đây chắc khoảng 8 x 14 đó. Rất là đẹp luôn. Không vướng cột điện, không vướng cống gì hết trơn á. Rất là đẹp. Đó, bà con mình về mình xây dựng giống bên đây nè. Ta xây sao mình xây vậy nha. Mình là C3 21 nha. Lô của mình là C3 21.
đó, đi ra lại đó, rất là nhiều đường đi đó. Mình xây dựng hai bên cái mình trừa cái khoảng lùi giữa hai bên vậy nè, đó có gió vô, thiết kế rất là ok luôn. Một trệt một lầu với một lửng ở trên. Khu biệt thự này là một trệt một lầu một lửng nha, xây theo quy cách. Quy cách ở đây là khu phố 6, khu phố 6 nè của thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. View này là view sông Vàm Cỏ Đông hướng Tây. Đất biệt thự 8x14, giá 1.9 tỷ, bớt đúng 50 triệu, không bớt nhiều. Rồi, mọi nhu cầu thắc mắc gì bà con mình alo cho Văn Thanh. Số điện thoại là 078 666 8368. Đó, thì hy vọng như lời của chị chủ đất nói là mấy cái cọc này là giữ hành lang bảo vệ xong rồi để làm tiện ích gì á, thì đất mình rất là ngon. Còn nếu mà dự án thì ta xây chung cư, người ta phân lô gì thì đất mình thì cũng tạm ok nha, tạm ok thôi. Rồi thôi, Văn Thanh xin chào.